anh em đang gặp các vấn đề về thiếu kim cương, không sao đâu, vào ngay shop đứcmõm.com, tôi cam kết anh em sẽ quay ra kim cương 100%. Shop có những mini game hấp dẫn ngon hơn cả người yêu cũ. Còn nữa, shop đang giảm giá đến 70% cùng với tỷ lệ quay trúng kim cương cao lên đến hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vãi sách đít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Hello hello, chào cậu nha. Chào cậu nha. Hello, thì hôm nay tôi sẽ gạ kèo cậu, kèo solo. Nếu mà cậu thua cậu phải đưa tôi đi uống trà sữa. Còn nếu mà cậu thắng thì tôi sẽ phải mặc váy, chơi không? Hay là bạn chơi? Tát đồ chơi lớn vậy trời. Thả tim này. Váy tôi mượn của cậu được không? Được bạn. Tôi mượn của cậu. Hả? Nói sao mặc vừa, váy của tôi bé tí. Mặc được, bây giờ đàn ông mặc váy nó mới chất. Ok. Từ từ đã, để tôi chào các bạn, quên mất. Hello, xin chào cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mom đẹp trai ma số 02 đến từ Dubai đây. Thì bây giờ mình sẽ solo với bạn Mon luôn nhá. Ok nào. Yo. Ok, mình đã vào trận rồi đây anh em ơi. Thì trước khi vào cái trận đấu này, anh em sẽ bấm like cho mình nào. Bấm like nào anh em ơi. 5 giây bấm like nào. Úi dồi ôi, 67 máu. Nào Mon làm gì, úi dồi ôi, lên trời ơi. Bắn vào đầu không. Mà dạo này mấy hôm nay mình đi du lịch nhiều, mình chơi nhiều ấy, mình không có chơi game nhiều, cho nên là kỹ năng của mình đang bị giảm xuống một cách tột độ. Ôi trời ơi. Đấy, vỡ đầu liền. Mon bắn gắt quá mọi người ạ. Đấy thì mấy hôm nay mình đi chơi nhiều, mình mất hết kỹ năng bắn rồi. Giờ mình không kéo được tâm lên luôn. Không biết có bạn nào làm sư phụ mình không? Mình xin nhận làm đệ tử. Mình đang đi tuyển sư phụ nha mọi người nhá. Ai muốn làm sư phụ mình comment bên dưới nhá. Dạy mình bắn headshot lại đi, mình quên hết kỹ năng bắn rồi. Thật sự luôn đấy. Trời ơi, mấy hôm nay đi chơi vui lắm mọi người. Quên cả làm clip, xin lỗi mọi người nhá. Trời ơi, bây giờ mình sẽ bắn lục bạc. Kiểu như là Mon ấy, là con gái ấy, cho súng gì cũng được. Mình sẽ cầm mỗi lục bạc thôi. Full trận đấu luôn, 7 trận mình sẽ bắn lục bạc nhá. Thì bây giờ mình sẽ cắt tóc của Mon cho mọi người xem đây này. Nhìn nhá. Kiểu gì Mon chạy xuống đúng không? Nhìn nhá, hành động headshot luôn. Đỉnh cao luôn, trời ơi. Cắt tóc đẹp luôn. Tiếp theo nhá, là mình vẫn sẽ bắn lục bạc anh em ạ. Thì kèo này rất là căng. Úi, chết mẹ rồi, nhảy xuống đây rồi. Chết mẹ rồi anh em ơi, nhảy xuống đây rồi, toang rồi. Úi dồi ôi, Mon đuổi. Rồi ôi, Mon đuổi kìa. Chạy luồn nách lươn nẹo anh em ơi. Đừng để anh nóng nhá, anh đi tắm biển đấy. Nào, bé Mon, úi dồi ôi. Mọi người, những cái tình huống như này chúng ta cần phải lươn nẹo mọi người ạ. Lươn nách là sở trường của mình rồi đấy. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Ui dồi, không headshot kìa. Đã bảo rồi, mấy ngày hôm nay không chơi game ấy, cho nên là cái trình độ headshot nó đang giảm xuống một cách tột độ ấy, mọi người ạ. Thì vẫn bắn lục bạc mọi người ơi. Cái bộ đồ của mình mới mặc này VIP không mọi người? À mọi người ơi, mình có một thông tin muốn báo cho mọi người biết. Đó chính là ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ là ngày sinh nhật của mình. À nhầm, ngày 30 tháng 4 thôi. Ngày 1 tháng 5 là ngày sinh nhật kiểu phụ của mình. Kiểu mình tổ chức 2 ngày đấy ấy. Thì ngày 30 tháng 4 mọi người nhớ vào shop ủng hộ mình nhá. Mình sẽ tổ chức sinh nhật các vòng quay ở trên shop mới giảm giá cho mọi người nhá. Đặc biệt là có vòng quay sinh nhật đấy, mọi người vào quay nhá. Và hiện tại mình cũng đang giảm giá dần dần đấy, mọi người vào quay luôn đi cho lắm mọi người ạ. Shop của mình là shopdukmom.com nhá mọi người nhá. Lào lào, Mon đâu rồi, lại đây cắt tóc cho, cắt đầu chọc luôn. Cắt đầu cắt moi luôn, úi dồi ôi, lé nhanh đây. Nào nào, đâu rồi, bé Mon chạy đâu rồi, bé Mon ơi. Từ từ đã, mình phải lui đã, bởi vì bắn súng. Ui, ảo thật đấy. Vỡ đầu luôn, hét thọt luôn. Trời, quá là đẳng cấp luôn. Kiểu mình đang bảo là Mon cầm cái súng đấy, Mon bắn rất là xa ấy, cho nên là mình phải lui về một chút. Không thì vỡ đầu ngay. 1500 bắn ngon hơn MB40 nhiều. Ví dụ 1500 có thể bắn được tầm xa này, đam to này. Còn MB40 bắn nhanh á mọi người. Bắn tăng đằng đằng cái chết luôn. Nhưng mà rất tiếc là Mon không biết bắn MB40. Mon chỉ bắn được MB5 thôi mọi người ạ. Đấy thì mình cũng nói sơ qua về bộ đồ của mình trang bị hôm nay, mặc rất là đẹp luôn. Tóc lãng khách tím mà áo trẻ trâu, chất luôn. Đấy thì độ nhạy của mình là 100 nhá. Cho những anh em nào hỏi nhiều, cứ bảo độ nhạy của mình là bao nhiêu. Thì mọi người cứ chơi cái độ nhạy này nếu mà mọi người dùng kiểu iPhone nhá. Còn mọi người dùng Android thì bật cái độ nhạy này cũng được mọi người. Nói chung cứ full 100 đi, bắn quen tay ngay mà. Cái này dựa vào cảm giác tay chính ấy, độ nhạy quan trọng gì đâu. Trời ơi Mon này, chạy này. Chạy đâu bé ơi, chạy đâu bé ơi. Úi dồi ôi, 67 máu. Thế dạo này bắn toát vào người ơi. Úi dồi ôi, toang rồi. Sắp lập đất rồi mọi người ơi. Nào ra đây, hôn nhẹ cái đợt vào đầu nào. Keo đã, chạy.
chạy nhanh. Mày trốn nhanh không kịp con chó ạ. Trong 36 kế chuồn là thượng sách. Nào, ra đây nào. Hôn nhẹ vào đầu. Trời ơi, quá là đơn giản luôn. Trời ơi, dễ chưa. Đấy, kéo ngược luôn. Chết không mọi người. Thế là 4-1 rồi. Không biết là trận này mình có thắng nổi không. Nhưng mà mình chắc chắn với mọi người là mình không bao giờ phải mặc váy. Là đàn ông con trai sao phải mặc váy nhở? Quá chuẩn luôn. Váy này nếu mà mình thua trận này mình sẽ mượn cái váy của Mon nhá. Cái váy màu đỏ Mon hay mặc đi sự kiện ấy. Cái váy đẹp lắm mọi người ạ. Nói chung là mình trai thẳng mà, nhưng mà mình vẫn... Nói chung mình đề ra cái tiêu đề là mặc váy này thôi. Nhưng mà mình không có thích mặc đâu anh em. Bởi vì mình biết là kiểu gì mình cũng thắng trận này rồi anh em ạ. Đấy. Xem đến đây rồi anh em bấm like nào anh em ơi. Bấm like nào nhanh lên, bấm like đi. Clip này mà được 15k like hoặc là... À nhầm, 17k like đi. Mình sẽ làm tập 2 nhá. Là mặc váy chạy quanh xóm thôi anh em ạ. Hôm nay mình sẽ mặc váy quay lại clip thôi. Nào, đến đây nào. Xin cái đầu nào. Đầu cắt moi, úi dồi ôi, lé nhanh nhở. Lé nhanh đấy, làm sao. Đừng có đùa với Linh ra rùa nhá. Kiểu mấy ngày nay anh không chơi game rồi. Một khi anh mà nóng ấy, đừng hỏi bố anh là ai, hiểu không? Bạn kinh rồi. Đấy, thế là 5-1 rồi anh em. Quá đỉnh luôn. Mua nhiều sửa giáp một tí. Nhưng mà trận này mình sẽ bỏ giáp ra nhá. Con gái mà, bắn gà lắm mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ chấp mình không mang giáp. Cho đẳng cấp mọi người ạ. Bây giờ mình là dân chơi mà. Cần gì phải giáp mấy mũ đúng không anh em. Giờ mình chơi kiểu khô máu luôn. Lên nào. Mon kiểu di chuyển rất là chậm, cho nên là mình sẽ cố gắng nhanh hơn một chút. Nào, lên đây nào, xin cái đầu nào. À, kèo xanh đẹp đấy, ui, đau thế. Ui, Mon sao dạo này di chuyển nhanh ấy, không biết ai chơi hộ đây. Không biết tự bắn hay ai chơi hộ, ui rồi ôi. Hỏng mẹ đầu luôn em ạ, gắt vậy. Quá là gắt đến từ vị trí của Mon đầu đất. Mày muốn chết đúng không? À nhầm, Mon đầu thỏ. Mấy hôm nay mình đưa Mon về nhà chơi ấy, kiểu có rất nhiều anh em nhận ra ấy. Kiểu rất là cảm ơn anh em luôn nhá. Thì mấy anh em ghi lại cái ID để cho mình kết bạn. Thì mình kiểu để quên ở đâu vậy. Mấy anh em ạ, thông cảm nhá mấy anh em nhá. Xin lỗi mọi người rất nhiều luôn. Đấy thì nhiều anh em cứ xin cái bạn mình ấy. Thì mình bắt anh em là ghi ra cái ID vào tờ giấy ấy, xong là đưa cho mình ấy. Thế là mình để quên ở đâu ấy. Thông cảm nhá mọi người nhá. Còn bây giờ tập trung vào chơi game thôi mọi người. Mình không thể nào mặc váy được anh em ạ. Mặc váy là mất hết kiểu quan điểm anh em. Giờ mình là dai thẳng rồi mà anh em đúng không? Này luồn này lươn. Anh em mình muốn thắng được Mon là phải lươn anh em nhá. Nếu mà cầm lục bạc mà không có táp mũ phải lươn anh em ạ. Nào lên đây chơi nào. Đừng để anh nóng. Anh bật quạt đấy. Không, thậm chí anh bật điều hòa luôn. Ét thọt luôn. Úi dồi lát bây giờ mới được kill này. Quá là nguy hiểm từ vị trí của Đức Mõm luôn. Mon đã phải nằm đất luôn. Rồi vẫn bắn đục bạc và vẫn không giáp. 6-2 rồi, còn gì để mất đâu. Đúng không anh em? Mua cho mình cây lấm rồi. Đấy. Đơn giản, không cần phải cồng kềnh. Không cần phải mang nhiều đồ trong cái bao đồ gì lặng người ra. Mình ấn tượng ở cái bộ đồ của mình là cái logo đằng sau cái áo ấy. Nhìn chất chơi người rơi vãi lìn anh em ạ. Đấy. Anh em ủng hộ mình đi. Bấm like đi, bấm like. Anh em mà không bấm like là trận này mình thua đấy anh em ạ. Ui, mắc kẹt ở cửa sổ luôn. Nào, ra đây Mon ơi, ra đây cắt tóc cho nào. Thì anh em cũng biết rồi đấy, bố mình làm cắt tóc mà. Cho nên mình có thể thiết kế những quả đầu đẹp hơn cả 30 size luôn. Nào 6-7 máu, ôi, kìa. Đau thật đấy. Toang rồi anh em ơi, thua rồi anh em ơi. Không ngờ Mon lại lật kèo như vậy, bây giờ mình phải mặc váy rồi anh em ạ. Ok anh em ơi. Ok, clip này xin được gửi đến bé Mon nhá. Thì thua rồi, anh phải mặc váy thôi. Mà khổ thật, cái váy của em lại màu đỏ nữa, nhìn như kiểu cái thằng ất ơ anh em ạ. Rồi, mặc cái váy này khổ quá. Nói chung là thua phải chấp nhận thôi. Lam Tử Hán tại chịu khu thua là phải chịu. Bây giờ mình sẽ mặc váy nhá. Đây là lần thứ 2 mình mặc cái váy này rồi. Ngại quá. Mặc không vừa nhỉ mọi người ạ. Không vừa.
Ok, nếu anh em thấy clip này hay thì đừng bấm like này. Có những bình luận hay giúp mình để có những cái động lực để làm video nhá. Những thử thách thì anh em có mình nhớ nhá. Ok, bye bye anh em. Bye bye. Nhìn này. Đi vào.